và đây là đôi giày em đã nói ở đầu ấy, là những đôi giày có da khác biệt da exotic da lạ thì đây là đôi LV Hockenheim da trăn à, con này là size con này là size 42 42 rưỡi à, các bác chân 42 42 rưỡi là có thể mang con này da trăn 100 phần trăm luôn nhưng mà da trăn con này đặc biệt đấy là cái vẩy rất là to vẩy trăn to thì em cũng không phải là một nhà trăn học nên cũng không biết là vảy trăn to này nó nằm ở chỗ nào nhưng mà tóm lại là con trăn này phải là trăn to chứ không phải trăn bình thường thì có thể con trăn này là con trăn rất là to thì nó mới có vảy to em nghĩ nó là như thế còn cái này là gia trăn thật một trăm phần trăm nha các bác à, với và tình trạng thì con này là khoảng tầm chín sáu phần trăm nhưng mà do cái hàng này nó tốt quá nên là các bác có thể thấy phần đinh phần đế gót các kiểu chưa hề bị mòn nếu các bác sử dụng hàng nếu các bác mà đã ngắm qua hoặc là ngó qua hàng 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 fake của Gucci hoặc LV rồi nhá thì các bác sẽ thấy là cái phần 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 đinh này, này, nó mòn hết nó mòn hoặc nó bay nó gãy hết nhưng với hàng chính hãng của LV các bác có thể đi nó thì mòn mòn ít thôi những cái này nó mòn ít và nó vẫn giữ được cái 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 cái, cái đinh của nó tại vì cái cao su này cao su chất lượng rất là tốt đó và đó là lý do mà cái hàng chính hãng nó sẽ khác biệt so với các hàng còn lại thì đôi này là da căn thôi về cơ bản là cũng không có gì quá là đặc biệt về kiểu dáng thiết kế tại vì mẫu hấp hem nó đã quá nổi tiếng rồi chúng ta có thể mang đôi này đi hàng ngày mà không sợ bị nhăn gãy hỏng hóc và đôi này mà bác nào mà mang thì sẽ mang rất là nhiều vì đôi này nó thứ nhất là cái da căn cái chất da của nó đã biển rồi thứ hai là nó có những lớp vẩy nó có những lớp vẩy sẵn này thì các nếp gấp nó sẽ ăn vào những cái vẩy này giống như con trăn con cá ấy. nó sẽ không bị lộ lên bề mặt và ngoài ra thì những đôi giày da trăn như thế này nó mang tính sưu tầm khá là cao về các bác có thể không đi để chơi chơi cũng được đây này là 42 42 rưỡi bác nào thích một cái con hàng sưu tầm thì có thể cân nhắc alo cho em qua số điện thoại em đã để sẵn trên màn hình coi nha con này rất ngon đấy để đây này. Rồi ra các kiểu ok ạ Uh, tiếp theo là chúng ta đến với đôi gucci bản vẫn là bản gucci cổ điển và con này là một trăm da đà điểu trong các loại da để làm giày về nói xét về độ bền thì da đà điểu phải là gọi là cụ của bền nó rất là bền và lúc các bác uh, sờ lên cái bề mặt da trông rất là đanh thì đó chính là da đà điểu ngoài ra thì da đà điểu nó có một cái đặc điểm mà uh, nếu uh, nếu nó lấy nếu các bác xem những đôi da đà điểu mà nó xử lý cái bề mặt nó không tốt hoặc là do cái gu của nhà sản xuất nó làm cho bề mặt cái da của cái đôi giày nó trông các cái lỗ chân lông của con đà điểu nó trông hơi kinh đặc biệt là những bác nào mà có hiệu ứng sợ lỗ mắc cái hội chứng sợ lỗ ấy, thì các bác sẽ thấy nó kinh tuy nhiên đôi này các bác nhìn vào các bác chỉ thấy nó đặc biệt thôi nó đẹp thôi nó không bị kinh thứ nhất là do nó màu đen thứ hai là các cái nốt lỗ chân lông của da đà điểu được xử lý rất là nhẵn và thứ ba là đây là một cái phần da chỗ nào của con đà điểu mà nó khá là ít lông các bác có nhận thấy là cái phần hông dày nó gần như chúng ta không thấy được cái cái phần lỗ chân lông và đôi giày cái da của con đà điểu ấy thì nó siêu bền như em vừa nói rất là bền toàn bộ đây được bao bọc bằng da đà điểu và được lót được lót bằng da bê non rất là đẹp thì đôi này cũng là đôi gucci sai của con này là sai 38 rưỡi đến 39 39 nha bác 38 rưỡi đến 39 thì về cái việc mà Gucci hoặc là các hãng giày nó ghi sai ở đây này hoặc là nó ghi sai ở trong lòng giày thì nó ghi là một chuyện tuy nhiên lúc về bọn em phải đo lại đo lại thì dựa theo kinh nghiệm cũng như số đo của người người Việt và sau đó sẽ báo sai cho bác thì là những đôi như thế này thì em bọn em phải đo lại để chuẩn sai để chuẩn sai theo size của Việt Nam và để và báo cho các bác là để đúng size nhất là chúng ta sẽ không bị bị bị, bị chật hay bị rộng thì đôi này là size 38 rưỡi đến 39 chân thon thon đế da. Cấu trúc đế da, chưa dán bảo vệ. Bác nào chốt con này thì uh, nhắn em để thêm một cái option cho nó là dán đế cao su đế đế, đế topi giống như con này. Đấy, chúng ta sẽ dán cái đế như này để giúp đôi giày không bị mòn và chúng đi cũng đỡ trơn hơn. Thì cái này chưa dán thì chúng ta có thể dán. 39D thằng này là 39 mà chân thon ấy, chân nhỏ. Phần sau này đã được bọc cao su rồi, Gucci Italy. Đó. vàng, vặt cờ. Hóa vàng, vặt cờ là tím đỏ. lòng lót rất là ngon, Gucci cổ điển các bác sẽ thấy này, Gucci. Rồi, made in Italy. Lòng lót rất là đẹp. với những con giày như thế này thì như giống như con da tăng ấy. Cái độ sưu tầm cái tính cái gọi là cái à, tính chất sưu tầm của nó khá cao à, nhưng mà mang những con này chúng ta đi, đi uống cà phê rồi đi chơi hẹn hò bạn bè các kiểu thì chúng ta sẽ có cái các bác sẽ 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 có một cái rất là thú vị là, là mang đôi giày ra đà điểu của Gucci hiếm lắm giày bình thường ra đà điểu các bác tìm những đôi giày của ý hoặc là của Anh Quốc hoặc là của bên châu Âu làm giấy thì nó đã ít rồi và nó đã quý rồi còn tìm được đôi giày Gucci thì còn ít hơn nữa nên là để không bỏ lỡ thì các bác nhắn ngay Zalo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.